bổi tinh anh em nhé, bổi tinh tầm được 2 tuần, muối vào cám, muối về lồng. Anh em thấy đôi chân nó có ma thuật không? Con này nó hoắt giọng rất to luôn. Đấy. Không cần biết là mai sau nó chơi thế nào, nhưng mà anh em thấy thế này đã được đủ kết chưa nha. Màu đinh đỏ lân đá tê nhé, dạng đinh tê. Nhìn cái chim ở cái vùng này nó toàn thế thôi nhỉ, toàn đinh với đinh đỏ mà màu lân lân tê thôi. Nó có dòng của nó anh em nhé, không đứng im cho mình quay. Anh em nào mà kết con hàng này thì chơi vào việc luôn nhé, chim già dần nhé, chim rất là già dần luôn, tầm 2 vụ rừng trở lên rồi. Mà thời buổi bây giờ mà chim 2 vụ rừng trở lên nó là rất là khan hiếm rồi. Đây là mình nói là từ 2 vụ rừng trở lên nhé, chứ không phải là giờ xuống. Ngực lở, đít lở, mà tiếp sau màu cái đít đỏ cực lở luôn anh em ạ. Anh em thấy đôi chân nó quá là thân thoát luôn. Anh em kết quả hàng này thì alo Đức nhé, số điện thoại 036 5600 511.